15 tấn lúa giống của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tổng hợp Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, được trồng theo hợp đồng bao tiêu với gần 100 hộ dân trên địa bàn, vừa thu hoạch xong đã có doanh nghiệp đặt mua. Trong cái vụ tới, hè thu năm 2022, Hợp tác xã là đã đăng ký với phòng nông nghiệp thực hiện cái mô hình áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật giảm lượng giống gieo xạ thì trên diện tích là 50 hectare. Không chỉ các hợp tác xã thu được lợi nhuận trong thời điểm khó khăn này, mà các hộ dân canh tác lúa theo hợp đồng bao tiêu với hợp tác xã cũng được hưởng lợi vì bán giá lúa cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với thị trường. Tuy nhiên hiện tại, số lượng hợp tác xã thực hiện chuỗi bao tiêu lúa cho nông dân tại Phú Yên còn ít, khoảng 30 hợp tác xã trong tổng số gần 200 hợp tác xã. Diện tích lúa tham gia chuỗi liên kết cũng còn thấp, chỉ đạt khoảng 5% tổng diện tích trồng lúa toàn tỉnh. Nó bao tiêu là nó cấp giống cho mình, nó cấp giống không cho mình, dù mình làm thì bán lại nó. Thì nó mua cao hơn ở ngoài thương lái hết bài giá. Thì hợp tác xã nó cấp nhiêu làm nhiêu. Thì liên minh sẽ phối hợp cùng sở nông nghiệp đó, và một số sở khác nữa sẽ vận động các hợp tác xã coi như là tìm nguồn cho các hợp tác xã, rồi tìm doanh nghiệp cho các hợp tác xã, được các đồng chí đi tiếp cận và từ đấy xây dựng được những hợp đồng, xây dựng cái chuỗi giá trị đấy. Khu vực Nam Trung Bộ hiện có khoảng 300.000 hecta đất canh tác lúa hai vụ hàng năm, năng suất lúa bình quân đạt từ 70 tạ đến 80 tạ mỗi hecta. Và mặc dù chất lượng lúa ở vùng Nam Trung Bộ được đánh giá cao, nhưng tỷ lệ xuất khẩu lại thấp vì thiếu sự liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp.